Rồi hôm nay con xin chào các cô chú anh chị gần xa trên mọi miền tổ quốc ha. Thì con cảm ơn clip trước các cô chú anh chị đã ủng hộ con rất là nhiệt tình, con xin cảm ơn nha. Thì clip này con cũng lại lên phôi linh sam siêu hoa ha. Chiếc này thì con để giá rẻ các cô chú anh chị chơi. Thì số điện thoại của con là 0906657080, con ở ấp An Hận xã Hòa Bình chợ mới An Giang. Thì trong lúc làm clip có gì sơ sót thì cũng mong các cô chú anh chị hoan hỷ bỏ qua giùm em ha. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Các cô chú anh chị nào chưa có đăng ký thì bấm đăng ký kênh giùm con ha. Con xin cảm ơn rất là nhiều và cho con like luôn ha. Rồi em tiến tới cây số 1. Rất mong được sự ủng hộ của các cô chú anh chị em gần xa trong clip này ha. Rồi em tiến tới cây số 1. Hoành ở vị trí ngang đây là 22 hoành. Sát mặt là 30 các cô chú anh chị. Tổng cái tàn của đổ của em nó là 35. Rồi cái này em xin giao lưu là 450 ngàn, em bao ship cho các cô chú anh chị gần xa luôn ha. Rồi em lên mã số 2. Mã số 2 hoành em đo ngang đây đi là 21 ha. Em đo sát xuống đây là 29 nè. Tổng đổ hiện tại của em nó là 30 các cô chú anh chị. Đường kính bầu của em nó hiện tại là 18 các cô chú anh chị. Rồi em xin xuống cây số 2. 500 ngàn em bao ship bao sống. Rồi em tiếp tục lên cây số 3. Cây này cây quái nha các cô chú anh chị. Em đo tổng cái cũ của nó là 45 à. Cao là 40. Hoành thân là 13. Rồi cây số 3 này em xin giao lưu là 500 ngàn em bao ship luôn à. Em nên lên cây số 4 là một cây quái nha các cô chú anh chị. Hoành là 20 à. Tổng bay của em nó là 30. Rồi cẩn cặn cho chú anh chị xem một cây quái à. Rồi cây số 4 500 ngàn. Em tiếp tục lên mã số 5 à, là một cây bay nha. Hoành ở vị trí em đo là 22 hoành các cô chú anh chị, tổng bay của em nó là 28. Cây mã số 5, 5T các cô chú anh chị. Chiếc này nói ký hiệu giùm em ha, để nó lộn với clip trước ha. Nói 5T giùm em, 350 ngàn. Mã số 5T, 350 ngàn. Rồi em lên 6T. Một cây đổ, hoành em đo ngang đây đi là 14 hoành các chú anh chị. Nếu đúng rồi phải đo ngang đây nè là 19 hoành. Cái cũ là 29 nè. Tổng đổ hiện tại em nó là 20 ha. Rồi mã số 6 300k. Em lên mã số 7. Hoành ngang đây là 20 hoành. Cái cũ là 28 à. Cao là 30. Rồi mã số 7 này 300 ngàn. Đứng xa xa vô đây đi, khỏi đi ra vô coi. Rồi hoành ngang đây là 26 hoành. Cao là 20 ha. Tổng đổ của em nó là 20 luôn. Mã số 8 này em xin giao lưu là 300 ngàn cho các cô chú anh chị về nuôi chơi ha. Rồi em xin xuống luôn. Em xin lên mã số 9 nè. Hoành ngang vị trí này là 20 à. Cũ là 30. Bay là 20. Rồi mã số 9 này em giao lưu là 350 ngàn, em bao ship bao sống cho các cô chú anh chị. Rồi tiếp tục mã số 10 các cô chú anh chị.
Hoành ngang vị trí này là 14 hoành. Cái cũ là 28. Tổng cái cành gớt của em nó là 18. Cũ rất là dễ thương. Rồi, T10 300k. Em lên mã 11 à, một cây đổ. Hoành ngang vị trí này là 18 hoành à. 23 hoành cũ. Cao 26, tổng đổ là 25 à. Rồi mã 11 này 300.000 em bao ship bao sống cho các cô chú anh chị luôn ha. Rồi em xuống mã 11 à. Rồi em tiếp tục lên mã 12 nha. 12 là một cây quái, cây gớt, có cành gớt rất là đẹp. 18 hoành, cao là 20. Tổng gớt của em nó là 20 luôn. Rồi, mã 12 300k. Em lên mã 13. Hoành ngang đây đi, ngang đây là 21 hoành ha. Cái cũ là 30. Cao hiện tại em nó là 22. Cây 13 400.000. Em tiếp tục lên mã 14. Hoành 22. Cao 22. Tổng bay là 20. Cây này làm cây đổ cũng được nữa các chú anh chị. Mã 14 350.000. Đó, cây đổ mình gục nó xuống thành cây đổ. 14 350.000. Em 15. Hoành ngang vị trí em đo là 22 ha. Tổng cái cành bay của nó là 20. Cao hiện tại là 22. Thì cảm ơn các chú anh chị gần xa clip trước đã ủng hộ em ha. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Thì cũng mong các cô chú anh chị ủng hộ em clip này. Thì mã 15 này em xin lưu là 350.000. Mã 16 hoành là 20 ha. Cao hiện tại là 25. Mã 16 này 350.000 em bao ship bao sống cho các cô chú anh chị trên mọi miền đất nước luôn. Rồi em lên mã 17 à. Hàng này làm ra cây đẹp lắm các chú anh chị, lùng lực nè. Rồi em xin đo tổng sát mặt luôn đi là 28. Cao là 15 ha, ngang cái eo này của nó là 21 à. Cây già khù luôn các cô chú anh chị ơi. Em bao ship bao sống. Mã 17 350.000. Rồi, em lên mã 18 à. Hoành là 17 hoành, cao là 20 à. $350.000 mã 18. Rồi em lên mã 19 nha. Một cây đổ bay. Hoành là 19 hoành. Tổng đổ là 25. Mã 19 400.000 em bao ship. Em xin lên mã 20 à. Cây chìa khóa nha các chú anh chị. Hoành em đo ngang đây là 25 ha. Em đo lên vị trí này là 20. Xuống dưới đây là 20. Rồi mã 20 này 350.000. Em lên 21 à. Hoành là 15 ha các chú anh chị. Cao là 20. Mã 21 này anh giao lưu 300.000. Bao ship bao sống cho bà con trong vòng 2 tháng nha. Rồi em xin lên mã 22 à. Hoành em đo ngang đây đi, hai thăng ha, là 20 à. Tổng cái cũ của em nó là 37. Cao là 25.
22 300 ngàn. Rồi tiếp tục em lên mã 23 nha các cô chú anh chị. Hoành em đo ngang eo của nó là 21, cao hiện tại là 22. Linh Sam siêu hoa nha các cô chú anh chị. Rồi 23 này em giao lưu là 300 ngàn, bao ship bao sống cho các cô chú anh chị gần xa luôn. Em lên 24 à, một cái cây quái. Hoành em đo ngang đây là 25 hoành ha, trên đây là 13 hoành. Ba trăm k mã 24 em lên mã 25 à. Cái cũ là 30, hoành ngang eo trên đây đi, eo đây bự chưa, 24 hoành, 20 mã số 25, 300 ngàn, bao ship bao sống các cô chú anh chị luôn. Rồi em lên mã 26, hoành chỗ này là 17 hoành, cao là 20, tổng cái cũ là 33. 26 300 ngàn, bao ship bao sống cho các cô chú anh chị em gần xa luôn. Ừ18 hoành, cao 24, tán ngang là 25. 27 300k. Rồi em xin xuống mã số 27. Em lên mã 28 cũng là cuối clip của em rồi ha. Ngang eo chỗ này là 17 hoành, cái cũ là 25 nha các chú anh chị, cao là 20, tổng bay của nó là 25. 28 là 300 ngàn, bao ship bao sống các cô chú anh chị em gần xa luôn ha. Thì clip này em cũng cảm ơn các cô chú anh chị gần xa đã luôn đồng hành và ủng hộ em, em xin cảm ơn rất là nhiều. Thì cũng mong các cô chú anh chị ủng hộ em clip này thật là nhiệt tình, em xin cảm ơn rất là nhiều.